Chiều nay mấy anh em đi nhậu đi. Lâu lắm mấy anh em không ngồi anh ơi. Không, trưa nay anh bận. Canxi hữu cơ Úc nét cửa cành, định hướng canxi vào tử mô xương. Bây giờ mọi người định tính như thế nào? Từ từ để còn tính. Từ từ tính cái gì? Cứ suốt ngày giấu giấu diếm diếm như thế này thì thật sự là tớ không thể nào mà tớ chịu được nổi ý. Cứ nghĩ tới cái việc mà lát nữa đi xuống dưới nhà xong rồi gặp chị Phương, xong rồi mình phải cố mình không nói ra sự thật. Cái đó thật sự bị bức xúc ý. Em hiểu không? Nó thật sự khó chịu. Hay là hai anh tới chỗ làm của anh Công đi. Không làm thế được đâu. Bây giờ anh Công anh là người trọng công việc. Tự nhiên mình đến chỗ làm rồi còn đồng nghiệp của anh ấy nữa. Chỗ làm việc cái con khỉ. Cái chỗ đấy là cái chỗ mà đến để là cái cơ hội để gian díu mập mờ với nhau thì có ấy. Này, ông Công là người như thế nào thì trong nhà mình ai cũng biết cả rồi. Mình không thể đánh đồng cái kiểu đấy. Có cái gì mà đánh đồng? Sự thật nó rõ ràng hiển nhiên như thế. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi. Sao đấy nhỉ? Nhắn tin thì trả lời, nhưng mà gọi điện thì dứt khoát không nghe. Thấy gọi nhỡ không chịu gọi lại. Cái đó là cố tình không trả lời. Cố tình né. Thôi chết rồi. Thế có nghĩa là anh Công đã quyết định bỏ chị Phương thật rồi. Sao nhỉ? Chào anh ơi, tình hình như thế này thì có khi qua tháng sau nhà mình phải đón dâu mới đi em ạ. Không có chuyện đó đâu. Trước đây chị nói gì với em, chị nhớ không? Chị á? Ừ. Chị nói gì? Chắc gì em đã bước được chân vào nhà của chị mà em tưởng em báu lắm. Thế à? Chị nói đúng mà. Cứ tiếp tục. Từ bây giờ trở đi, chị cứ rắn mặt với bất kỳ ai định bước chân vào nhà này. Vì từ bây giờ, nhà này còn có em mà. Không thể nào đơn giản hất chị Phương ra rồi bước chân vào nhà này đâu. Nhưng mà công nhận hồi đấy lúc mà chị nói câu ý, nghe nó rất là vô tư. Mà bây giờ em nói lại một phát nghe nó rất là kinh. Chị nghe xong chị giận cái óc lên. Cậu nói cái câu ấy nó không vô tư. À ơi, cha. Này, quần áo của nhà con này. Ôi giời, sao tự dưng cả bốn đứa lại chui hết vào đây thế này? Thế không đứa nào xuống ăn sáng à? Có. Đó. Đâu, vợ chồng con qua định nhờ vợ chồng anh ít việc ạ. Đi ăn sáng anh ơi. Việc gì? Hai đứa nó... Hai vợ chồng danh đi sang vòng con để nhờ con tư vấn cách sinh con trai ạ. Mẹ tưởng hai vợ chồng con bảo là kế hoạch mấy năm nữa mới sinh cơ mà.